lấy mà Thành Hoa đã bài bán thế. Thần Sơn, Sơn ơi, cười coi. Cố gắng ghi siêu phẩm đi nữa có video nhá. Mùa nhí tí em tí là... Hả? Nắng nhỉ? Tự nhiên nó nắng. Tuấn này. Nóng thế. Sợ. Đánh đầu mà sợ nữa. Đổi bóng đi. Đá bóng này này. Bơm rồi. Quán này chưa bơm. À quên đủ mà. Bơm đâu? Tí nữa xong. Bơm một quả bóng em ấy. Bơm hộ anh cho em. Lấy cái bơm ở trong cái cặp. Bơm trong cặp. Thùng ba ly. Cắm vào đâu để tự bơm lên. Thụt cái đàn ra. Hay quá. Wow. Má quên thì chưa quay đâu mày. Em đang nhìn đây vào tay đấy đây. Tốt. Ai ghi bàn đây? Tùng à? Thôi đi ông thần ơi. Hay nhá.
Ôi, lối rồi. Đã sâu xuống một tí. Bóng lên, bóng lên. Em quay, em không quay cho anh. Có đây, cột chân kia. Bảo tầm 30 phút là một. Hả? Một hiệp luôn à? Tốc tốt quá rồi. Không có nhìn người thắng. Trời ơi. Góc, 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 góc. Ngon nhỉ, hai thằng ngồi ngon nhỉ. Buồn ngủ chưa? Không 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 thích đá bóng à? Có thích đá bóng không? Dương ơi, mẹ là người miền Nam à? Sao mà tự nhiên nói tiếng miền Nam vậy? Ờ, báo sao đó với ông Việt Nam. Một đều vuốt. Đâu đâu vào đi nhá. Đi ra, đi ra, đi ra. Bóng trúng người đấy, đi vào. Lại dấn anh này, lại ngồi với anh. Lên đây. Đánh ở dưới. Cú, lấy bóng cho em đó. Lấy cái bóng nhỏ nhỏ cho em đó. Bóng nhỏ rồi. Đấy, đưa cho em nó đấy. Đừng có ra đây, bóng một người đấy. Ủa? Quay video vậy, quay video. Quay về. Chuyên, chuyên. Không phải nghề mấy. Tốt. Hiện đợt cầm bóng kia. Hiền Đần, mày đá gì vậy Hiền Đần? Cầm chặt bóng vào. Mật khẩu là gì vậy? Mật khẩu. Thôi mất công. Mật khẩu.
đâu, đi. Đây. Mày cứ chất lên. Vậy. Vậy. Sao này, sao này? Ơi, lùi lên. Rồi, trời ơi. Lùi lên. Kéo lên. Cánh sang kia đây. Đỡ đầu quả đấy mà vẫn trong tay. Chưa? Ok ok. Mấy phút đấy em? 12 phút. Sợ cãi nhau. Còi này kém quá. Anh đeo thẻ vàng. Lối ăn vạ. Quay video không thành nên phần quay video thôi. Rồi quay mình nhìn nhé. Bóng này, bóng được, bóng được, bóng vô anh. Ninh ơi, lấy cái bóng. Bóng bên kia. Ờ, chạy lấy đi. Vài trường. Đâu, đâu, đâu. Anh Hiệp ơi, đã thông luôn đây là đã. 30 phút rồi.
Chuyền đi. Má ông nhả. Này. Tuấn ơi. Mạnh tới rồi. Yep. Chuyền này đã tiền đạo được đấy. Tua cao. Ok. Trực chía. Bấm gì chơi rồi. Quên quay. Tí ơi, anh không chửi đó. Quay rồi. Lách bóng đi của ông đi không biết. Lách. Lách hôi. Xuống đi em ơi. Xuống đi. Ngồi như tiếng anh em mở vào thay. Phải động đi. Ôi trời. Mấy còn 10 phút nữa. Hiền lui về. Hiền đứng dưới đấy.
thay bán rồi chứ. Không, ra đi anh vào đi anh thay cho. Anh ạ. Anh đang thành hô à? Em mua nước hả? Em mua đâu? Em cứ trồng nhóm nhé. Em cứ trồng nhóm thôi. Cứ trồng nhóm đi ăn tour mà. Không. Đã thế nguy hiểm lắm. Tuấn ơi, em thay đi. Nó cho nó thật xong rồi. Thôi đã tí nữa sợ. Sáu phút nữa. Ma bảo thỏa dám bỏ đầu thế. Ở đội này nghỉ nhá. 25 phút. Tắt máy đi em. Mấy anh em chơi đá vào đá đi, đá biết hậu lộc.